Công an thành phố Đà Nẵng và Sở Du lịch thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm quy chế phối hợp và ký kết quy chế mới trong đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực du lịch. Trong 3 năm qua, Công an thành phố và Sở Du lịch thường xuyên phối hợp, trao đổi, nắm thông tin các loại tội phạm trên lĩnh vực du lịch nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý nhà nước đối với khách du lịch nước ngoài, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, Công an thành phố đã chủ động cùng Sở Du lịch tổ chức thành công nhiều sự kiện hội thảo quan trọng, kịp thời chấn chỉnh các doanh nghiệp lưu trú không khai báo tạm trú cho khách, gây ảnh hưởng lớn đến quá trình quản lý an ninh trật tự trên địa bàn. Với sự phối hợp đồng bộ thời gian qua, hai đơn vị đã phát hiện 242 trường hợp cá nhân vi phạm, xử phạt với tổng số tiền hơn 1 tỷ 700 triệu đồng. Bằng quy chế mới được ký kết, Công an thành phố và Sở Du lịch hy vọng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên mọi mặt công tác, kịp thời thông tin, tháo gỡ những vướng mắc, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện trong mắt du khách và bạn bè thế giới khi đến với thành phố Đà Nẵng.